Em kính chào tất cả quý chú anh chị em nhé, trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương. Địa chỉ của em là 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em nhé. Anh em nào ở gần khu vực Sóc Trăng thì em có thể ship trong ngày cho anh em nhé. Còn anh em nào ở khu vực xa như các tỉnh miền Trung, miền Bắc, miền Đông gì đó ha, miền Nam này hơi xa xa thì cứ liên hệ em mà em đóng hàng cho anh em nhé. Sáng giờ thì cũng đóng hàng được mấy cái anh em, dọn sơ sơ cho anh em mấy cái giờ em quay review cho anh em ha. Thì anh em nào tham khảo ok thì chốt liên hệ em nha. Con là Mitsubishi D75 ha. Máy là bao liên lạc anh em nhé, bao chạy bao zin nha. Mitsubishi D75 ha. 75 ha. Ở đây em giao cho anh em là khi giao là tay quay tung vô đầy đủ rồi anh em nhé. Tung tay quay đầy đủ. Giá là em bao ship hết trơn cho anh em nhé. Anh em không phải chịu ship đâu nhé. Ship anh em mà chịu nó nặng là tiền lắm. Bên em ship thì nó nhẹ tiền hơn chút xíu. Anh em nào mà mua thì cứ liên hệ ha. Con là Mitsubishi D75, công suất nó 7,5 PS ha. Vòng tua 2004. Maximum của nó là 2006. Maximum là chạy tốc độ cao đó anh em, chạy hết ga là 2006 á, tua lẻ anh em ơi. Nhiều anh em hỏi là maximum là cái gì nha. Maximum là chạy hết ga của nó anh em nhé. Con này là Kubota E750 bét kim. Thì con này về nó có lai đồ anh em nhé. Con này về thì cái coi dầu này cậu về nó gãy á, em thay coi coi dầu ha. Máy còn đẹp lắm ha. Cái tem của nó là E750 mà nó bị rách thì em lấy cái tem E7 em dán vô cho nó đẹp nữa ha. Này, đằng sau lóng là đóng là E750 ha. Đấy, ok anh em nhé. Máy bao liền đồ cho anh em ha. Bao liền đồ bao đẹp cho anh em này. Con này thì E60. E60 ha. Bên Nhật không biết nó xài dàn cây này, không biết nó xài công chuyện gì này. Dàn cây của Nguyễn Xin này. Của lon của ống này, cái này cây này bên Nhật về luôn nhé, em không đóng đâu anh em nhé. Ok anh em ha, con này 60 ha, đèn đuốc còn đầy đủ ha, 6 ngựa 2500 ha, con này maximum là 2650, máy còn đẹp lắm. Con này là 750 bét kim này, con này về nó thiếu cái áo nha anh em nhé, thiếu cái áo thôi nhưng máy còn đẹp lắm, 750 bét kim luôn này ha. Con này là con R50. R50 nó gọi là FE, có con này nó F41 là nó đó ha. R50. Anh em nào xài thì liên hệ em nha. Thì hôm nay thì em cũng công việc cũng bệnh thành dọn vệ sinh có 5 con cái ha. Rồi tiếp tục qua cho anh em ha. Em lướt qua cho anh em nha. Anh em nào cần con gì thì cứ liên hệ em nha. Noda 79 A4 E40. Con này là chốt trong anh ở Gia Lai là Lâm Đồng gì, mai em ship được anh nha. Ông anh khi chiều có nhắn tin hỏi cái cốt Mitsu 4 gì nè. Mà gửi cái hình này con nó không phải Mitsu 4, con nó Mitsu 6. Con này là R60, R90. Mitsu D700 bét kim, mấy trụ anh em nhé. Con này mấy trụ nha. D700 bét kim. Con này EA7. Ở đây 70. Ở 80 bậc đạn. Này con EA8, con EA8 này em bán rồi ha. Mai đóng cho anh em luôn. R980, R80. EA7 có đề. EA7. E9 dọn lại áo. E60. E76. Bên kia con E8 em cũng bán luôn rồi ha. Con nó bán luôn rồi ha. Mai ship luôn. Con NF. NFAE8 ha. NF ha. 8,5 PS ha,
máy trụi ha, có đề ha. Anh em nào xài đề, xài không xài đề thì quay. Đây là HX8 này. Chưa có thời gian dọn ha, vệ sinh. Ngày mai em dọn vệ sinh sạch sẽ cho anh em nhiều nhiều nha anh em xem ha. Hôm ra giờ người làm nghỉ, không có người làm. Hay làm hơi chậm anh em nhé. Con NF ha, NF80. EA11. EG40 đó, còn xoàn xoàn nhiều nhiều đó anh em. Nếu mà mua cứ liên hệ ha. Mitsubishi D800 700 này ha. Đây có con E55 này, con cùng máy cùng con liền lắm ha. Mà nó thiếu cái cậu bô e bô lửa. À bô lửa còn cậu về nó gãy cậu bô e. Cái bô anh em nào mua chút nha anh em, 5,5 triệu gắn cổ bô và bô vô nha, gắn đầy đủ vô ha, gắn là đầy đủ. Ở đây là có cái co và cái bô anh em nhé, chứ không có thùng dầu anh em nhé. Bán cho anh em 5,5 triệu. NX này đẹp vậy không anh em mà hỏi trời. NX A60, NX A là lốc nhôm anh em nhé, nó nhẹ lắm, nó gọn lắm ha. NF18 con đẹp này. Ga 75 này, 6,5 triệu này. Anh em nào mua liên hệ đi. Con này EG65 này. Con này ớt ớt này mai giao luôn này, con này bán rồi giao luôn ha. Ớt D5 này. Ớt D57 anh em. Còn con này là ớt D 10-14. NX A50 này. Đấy, cho anh em quay sang hàng đầu năm mà cũng thấy hàng cũng hiếm lắm anh em. Hàng hiếm mà hàng đẹp đẹp vô ít lắm. Giá nó cũng hơi cao nữa thì khó mua quá. Quay sơ bộ với anh em như vậy ha. Anh em nào mà làm được thì cứ liên hệ gặp Dương ha. Tổng thể cho anh em như vậy. E4 này hàng cũng đẹp lắm ha. E4 này. Có nhiều anh em không biết giá là sao, con E4 này nó giá cao vậy mà con máy 6 máy 7 cái dòng khác nó có 4-5 triệu. Đó là anh em chưa biết dòng E thì nó mắc hồi nào bây giờ ha. Chạy thì nó chất lượng, dòng E là chất lượng nhất trong các dòng máy này. Thực sự như vậy. NF là mấy dòng mấy hệ không ha. Bây giờ này cũng gần tối rồi anh em nhé. Em chắc xin phép em dừng video tại đây ha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian qua ha. Chúc tất cả anh em buổi tối vui vẻ ha. Em xin chào tất cả anh em nhé.